Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp tập hồi ký của Nguyễn Tuấn Hoan, Những biến cố khó quên. Câu chuyện này xin gửi đến những anh em năm xưa thuộc toán phi đạo, liên đoàn 43 kỹ thuật xưởng động cơ UH1, để nhớ những ngày phải ngủ trong mấy cái khô nát sau khi hangar bị sập vì kho bom gần khu phi đạo 237 Chinook 47 bị phát nổ, cũng tặng anh Trương Quang Vinh và nhóm anh em mới quen qua Vinh thuộc sư đoàn 2 không quân trước 75, hiện đang sống tại Mỹ. Ông bà mình thường nói sống chết có số, và một câu nói khác diễn tả cái mong manh của cuộc đời, sống chết trong gang tấc. Ý nói giữa sự sống và cái chết có một khoảng cách thật gần. Đối với những anh em tác chiến ngoài mặt trận, ngày đêm phải đối diện với tử thần, hàng ngày chứng kiến bao nhiêu cảnh thương vong của đồng đội, thì sống chết là chuyện bình thường, lại càng có cơ hội để thấy chính bản thân mình đã trải qua nhiều phen sống chết trong gang tấc. Riêng tôi, phục vụ trong ngành kỹ thuật cũng có đôi ba lần cho tôi cảm nhận cái ranh giới mong manh giữa sống và chết. Câu nói sống chết có số là câu nói cửa miệng của dân gian, còn với cái nhìn đức tin, tôi vẫn luôn tin rằng sống hay chết là do những thực tại nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Đối với nhân loại nói chung, sống hay chết con người vẫn thuộc về Thiên Chúa, vẫn nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Đức tin là thế, nhưng phàm là con người chẳng ai không sợ chết, và chẳng ai lại không vui mừng khi thoát được cái chết trong gang tấc. Những tâm tình tôi viết đây vẫn là những kỷ niệm vui buồn trong ngày sửa chữa UH1, chia sẻ với các bác và anh em với ước mong đem lại một niềm vui nho nhỏ để thư giãn trong những dịp gặp nhau của những người bạn già ngành kỹ thuật máy bay. Khi bom nổ, câu chuyện xảy ra vào một buổi sáng Chủ nhật năm 1973, tôi không còn nhớ được chính xác ngày tháng. Chủ nhật thì chỉ có những ca trực sửa chữa, còn các cấp chỉ huy và anh em làm theo giờ hành chánh đều nghỉ, nên khu phi đạo rất vắng. Ca trực của xưởng động cơ hôm nay chỉ còn mình tôi, còn các anh em, người thì qua câu lạc bộ chơi bi da, người thì ra ngoài phố Biên Hòa hoặc khu gia binh, cũng có người ở Sài Gòn nên không chịu lên ca. Một phần vì tôi không có xe máy và cũng không có thói quen đi chơi, làm xong việc tôi chỉ muốn ngồi đọc sách mà thôi. Cũng xin nói thêm là từ khi công việc ổn định, tôi tận dụng giờ nghỉ. Ga ca trực là về Sài Gòn đi học văn hóa. Sau khi đậu tú tài 1 rồi 2, tôi theo học khoa triết của Đại học Văn khoa Sài Gòn. Đây là chuyện bình thường, vì thời ấy nhiều anh em trong quân ngũ vẫn cố gắng theo đuổi việc học văn hóa, chẳng riêng gì không quân, mà mọi binh chủng trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, ngay cả trong những đơn vị tác chiến. Quân nhân nào muốn học, muốn thi đều được khuyến khích nâng đỡ. Các anh em quân nhân thường ghi danh bên trường đại học luật nhiều hơn văn khoa. Tôi có gặp một hai pilot của phi đoàn 221 ở trường luật. Tôi chỉ học ở đây năm đầu, thấy không thích hợp nên chạy qua văn khoa. Mới được vài năm chưa ra ngô ra khoai thì phải ngưng vì biến cố 30 tháng 4. Tôi chẳng có tham vọng gì mà chỉ lấy việc trau dồi kiến thức làm niềm vui, nhưng không bao giờ đem sự học ra khoe khoang với anh em. Tôi hay nói cho vui là học để giảm bớt cái dốt của mình. Tôi luôn tạo được bầu không khí thân thiện với mọi anh em trong xưởng, giúp được ai điều gì tôi sẵn sàng và luôn tôn trọng mọi người, nên hầu hết anh em quý tôi. Vì vậy, đôi khi tôi có ra về sớm để đi học cũng chẳng ai tỏ vẻ khó chịu. Bù lại trong ca trực tôi làm hết mình, gặp ca trực vào ngày Chủ nhật anh em đi chơi hết. Tôi vẫn vui vẻ trực một mình tận dụng những giờ yên tĩnh này để đọc sách. Những ca trực cô đơn như buổi sáng Chủ nhật hôm nay là chuyện thường xuyên và câu chuyện đã xảy ra như thế này. Khoảng 9 giờ 30 phòng kiểm soát bảo trì gọi Interphone báo một chiếc trực thăng bị hư động cơ đắp khẩn cấp ở Long Khánh, yêu cầu cho người đi sửa. Tôi nhận tin nhưng vẫn ngồi đọc sách. Lúc sau phòng KSBT lại gọi, tôi trả lời là xưởng không còn ai, đợi lát nữa có anh em nào tới tôi sẽ đi. Tôi cố ý kéo dài thời gian xem có anh em nào tới không. Lần thứ ba sau khi tôi vẫn trả lời là chờ có người coi xưởng, nên có lẽ hết kiên nhẫn, Trung Quý Luân lái xe pick up từ liên đoàn chạy thẳng vào hangar, đậu ngay xưởng quát tôi lấy đồ nghề đi ngay, không có người coi thì khóa cửa xưởng lại, ông còn dọa nhốt tôi nếu chậm trễ.
Tôi lấy vài món vật liệu cần thiết và xách túi đồ nghề leo lên xe. Loại xe này phần sau không có mui, không có ghế, phải ngồi trên thành xe. Trung Quý Luân như muốn xả cơn bực mình, ông lui xe một phát ra khỏi hang ga, sang số tới và nhấn ga chạy ào ra phi đạo. Tôi không bám chắc, có lẽ đã bị té ngửa rồi. Một chiếc máy bay đậu cuối phi đạo 221 đang quay máy chờ. Ngoài phi hành đoàn thì có 3-4 anh em kỹ thuật thuộc ban điện phi trang. Chỉ còn thiếu tôi thuộc ban động cơ. Chạy tới nơi, ông Luân thắng xe thật gấp rồi quay lại nhìn tôi chậm chậm. Tôi chẳng nói gì cả, nhảy xuống xe leo vội lên máy bay. Pilot có lẽ chờ lâu cũng sốt ruột. Chẳng cần biết tôi đã ngồi vững chưa, đã kéo collective nhấc lên nhắm hướng Long Khánh bay tới. Mới cất cánh lên khoảng 1000 feet, chưa ra khỏi vùng biên hòa, mọi người bỗng nghe những tiếng nổ vang rền. Nhìn lại phi trường thấy nhiều khói bốc lên. Vì phi trường biên hòa thường xuyên bị Việt Cộng pháo kích, nên chúng tôi cũng nghĩ chỉ là lại bị pháo kích. Tuy cũng hơi thấy lạ là vì thường chúng chỉ pháo kích vào ban đêm chứ rất hiếm khi pháo kích vào ban ngày. Đến điểm có chiếc máy bay bị hư hỏng, vừa đáp xuống chúng tôi bắt tay vào việc sửa chữa ngay và đến quá buổi trưa mới xong. Chúng tôi lên máy bay trở về đơn vị, về đến phi trường biên hòa khoảng 15 giờ chiều. Khi máy bay chuẩn bị đáp xuống phi đạo, tôi nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, tưởng như một nơi nào không còn nhận ra khung cảnh quen thuộc của phi đạo 221, vì khắp nơi ngổn ngang những miếng bom, những chiếc trực thăng đậu trong các ụ. Cái thì gãy men roto, cái thì móp phần thân, rách thủng hoặc hư phần đuôi, có chiếc bị gãy ngang phần đuôi. Kinh khủng hơn nữa, một nửa hangar phía xưởng động cơ sập xuống. Cũng may trong hangar hôm đó chỉ có vài chiếc máy bay, còn người thì không có ai. Người duy nhất là tôi thì đã đi công tác khỏi đó. Hangar được cấu trúc bằng những khung sắt lớn, trên lập tôn dày có thể chứa hơn 10 chiếc trực thăng. Xưởng động cơ hoàn toàn bị đè bẹp. Đồ dùng cá nhân và dụng cụ sửa chữa của anh em bị kẹt trong đống đổ nát. Tôi đứng lặng người, nghĩ ngay rằng mình vừa thoát chết trong gang tấc. Trung Quý Luân vì sốt ruột đã vô tình cứu tôi, cũng cứu cả phi hành đoàn và mấy anh em kỹ thuật nữa. Sự chần chờ của tôi hóa ra lại là cái may, vì nếu sau khi nghe phòng kiểm soát bảo trì gọi lần thứ ba mà tôi xách đồ đi ngay thì khoảng thời gian đi bộ từ xưởng ra vẫn chậm hơn, và khi kho bom nổ, chắc chắn tôi chưa đi đến chỗ chiếc trực thăng đang quay máy chờ. Nếu pilot cất cánh kịp thì chỉ mình tôi bị nạn, nhưng liệu pilot có bình tĩnh để cất cánh kịp thời hay không, hay là sẽ hốt hoảng vì lúc ấy, những tiếng nổ long trời với những miếng bom văng ra rất xa, thậm chí có nhiều miếng văng tới phi đạo 231, 245. Nguyên nhân kho bom phát nổ là do bị đặt mìn. Vụ nổ xảy ra trong ngày nghỉ nên đỡ thiệt hại về nhân mạng. Tôi nhớ là có khoảng 5 hay 6 người, vì đánh bài trong khu vực kho bom nên không ai thoát, phải mất mấy ngày sau mới tìm đủ xác, nhưng xác không nguyên vẹn, thiếu tay thiếu chân. Nếu là ngày làm việc thì không còn biết bao nhiêu anh em kỹ thuật thiệt mạng. Phải mất một thời gian để sửa lại hangar và dọn dẹp lại xưởng động cơ, nên tạm thời anh em thuộc ca trực sửa chữa phải sử dụng mấy cái connect để cất dụng cụ sửa chữa, và cũng là nơi tránh mưa tránh gió. Ban ngày thì nóng như lò hấp, những đêm mưa gió thì lại ấm, nhưng lại cũng rất bí. Trong đời lính mà nghe đến chuyện bị nhốt vào connect là sợ lắm, còn trong hoàn cảnh của anh em tôi, có mấy cái connect là mừng lắm. Với tuổi đời còn trẻ, lại hăng hái trong công việc, nên anh em tôi rất dễ thích nghi với hoàn cảnh, chẳng hề thấy cực nhọc. Vả lại so với những người lính xông pha ngoài chiến trường thì những người lính kỹ thuật quả là an nhàn hơn nhiều. Tôi đã nhiều dịp chứng kiến cảnh sống thiếu thốn trăm bề với những hiểm nguy về sinh mạng của những người lính trấn đóng trên những vùng hoang vu hẻo lánh, xa cách những tiện nghi của phố xá, như núi Tánh Linh ở Bình Tuy hay núi Bà Đen ở Tây Ninh, ngày đêm chỉ quanh quẩn trong một phạm vi trên đỉnh hoặc lưng chừng ngọn núi, còn chúng tôi chỉ thoáng đến đó để sửa một phen hư hỏng rồi lại lên máy bay về đơn vị. Mỗi lần máy bay cất cánh bay lên trước mặt những người lính đóng quân ở đây, nhìn ánh mắt họ, nhìn theo chúng tôi,
Tôi cảm nhận được nơi họ nỗi nhớ nhà, nhớ người thân mà không thể về được vì nhiệm vụ của mình. Thỉnh thoảng cũng có những người lính, cũng có cả hạ sĩ quan hoặc sĩ quan, đến xin với mấy anh pilot cho quá gian về vì không thể nào đi bằng đường bộ, nhưng thường là bị từ chối, trừ khi người ấy có giấy phép hoặc có cấp chỉ huy trực tiếp gửi. Sở dĩ các pilot từ chối là vì đã từng có những trường hợp mấy hạ sĩ quan hay binh sĩ về đến thành phố rồi không trở lại đơn vị nữa. Động cơ bị nổ khi đang bay. Trưa 29 Tết 1974, phòng kiểm soát bảo trì báo một trực thăng ở Bình Tuy, đèn báo chip detector sáng, tôi và một vài chuyên viên thuộc ngành liên quan lên đường ngay. Đến nơi, sau khi kiểm tra phần hư thuộc động cơ, tôi tháo chip detector plug và thấy mặt kim loại bám khá nhiều. Tôi bèn tháo oil filter ra kiểm, thì thấy các lớp lưới lọc bị dơ và có nhiều mặt kim loại bám. Tôi làm sạch và yêu cầu pilot quay máy. Sau 10 phút thấy đèn master caution không sáng, dĩ nhiên đèn chip detector cũng ở vị trí off. Tôi yên tâm ghi công việc đã làm vào form, đồng thời đề nghị bay về đơn vị để kiểm tra lại chứ không tiếp tục hành quân. Theo thói quen, tôi luôn luôn đi theo chiếc nào mà mình sửa chữa vì hai lý do. Thứ nhất, để ghi nhận trực tiếp kết quả của việc sửa chữa, hầu có thêm kinh nghiệm cho những lần sau. Thứ đến là vấn đề tâm lý đối với anh em pilot, sẽ thấy an tâm phần nào vì chuyên viên tự tin vào khả năng của mình khi cùng đi theo chiếc do mình sửa chữa. Thực tế ở Lai Khê đã có một lần pilot không chịu bay vì nghe một anh kỹ thuật vô tình thốt ra câu nói, đại ý là không dám đi chiếc này sợ không an toàn mà leo lên chiếc khác. Phản ứng của pilot là rất đúng, máy bay chứ có phải xe hơi đâu. Chuyên viên kỹ thuật mà không nắm vững tình trạng hư hỏng sửa chữa, mà không tự tin vào tay nghề, mình biết lo cho sự an toàn bản thân, chả lẽ pilot không biết giữ sự an toàn cho họ hay sao? Trong bất kỳ một ngành nghề nào cũng có những sự việc xảy ra ngoài ý muốn, do khách quan mà đôi khi cũng có phần do chủ quan. Đó là điều đã xảy ra đến với tôi trong câu chuyện đang kể. Chiếc trực thăng nói trên, trên đường bay từ Bình Tuy về Biên Hòa, tôi ngồi ngay sau ghế pilot để theo dõi bản phi kế. Trên máy bay chỉ có 5 người, tôi và phi hành đoàn 4 người. Sau khoảng 20 phút bay bình thường, máy bay rung động và nghe tiếng nổ lụp bụp, nhìn thấy đèn master caution sáng lên. Và trên những ô của bản báo, tôi thấy ô chip detector sáng lên. Vài phút sau thì pilot lái chiếc trực thăng khác bay phía sau cho biết ống khói ra lửa, thoáng nhận ra vấn đề tôi lo lắng, nói với pilot tìm chỗ đáp. Khi hạ cần collective thì máy bay đỡ rung, nhưng thật không may, qua liên lạc mới biết ở dưới đang có trận giao tranh giữa bộ binh và Việt Cộng. Pilot của chiếc máy bay phía sau nhắc nhở phải cố bay tiếp. Lúc này máy bay càng rung dữ dội và những tiếng nổ càng nhiều hơn, pilot đành phải giảm độ cao cố gắng bay thêm một khoảng và cuối cùng phải đáp khẩn cấp tại trảng bom trên một khu trồng khoai mì. Cú đáp mạnh, force landing làm tôi bị va đập vào ghế pilot rồi không còn biết gì. Khi tỉnh lại mới biết mình đang nằm tại bệnh xá của sư đoàn, và lúc này khoảng 6 giờ chiều ngày 29 Tết nên bệnh xá vắng vẻ. Tết năm đó tôi đón giao thừa trong bệnh xá, và chiều mồng 1 Tết được tin tôi bị tai nạn, người nhà từ Sài Gòn lên thăm. Tôi thấy trong người khỏe nên xin y tá trực cho theo người nhà về Sài Gòn. Mồng 3 Tết tôi trở lại đơn vị, bạn bè mừng cho tôi đã may mắn không bị tai nạn, đồng thời cũng cho biết thêm về chuyện xảy ra hôm đó. Khi thấy máy bay rung mạnh và lửa càng ra nhiều ở ống khói, pilot buộc phải đáp khẩn cấp. Ngay sau khi chiếc máy bay sau cũng đáp sát bên và phi hành đoàn của chiếc bị hư nhanh chóng chuyển qua chiếc kia, riêng tôi và một anh xạ thủ được anh em đỡ qua, nghe nói anh bị văng khỏi máy bay và bị gãy chân. Sự việc xảy ra suýt gây tai họa lớn, trên đây là do một hư hỏng của động cơ mà tôi có phần trách nhiệm vì chủ quan. Trong các loại động cơ phản lực hay bán phản lực nói chung, đều có một chuyển động theo trục. Trục được nâng bởi các bạc đạn và các bánh xe răng truyền lực, tất cả được bôi trơn bằng một loại dầu nhớt.
Theo đường dẫn từ một thùng chứa, trực thăng thì thùng chứa gắn ở thân máy bay phía bên phải động cơ, cách khoảng 50 cm. Sau khi bôi trơn toàn bộ các bạc đạn và các bánh xe răng, dầu được vét trở về theo một đường dẫn qua bộ lọc dầu, oil filter, rồi chảy qua chip detector, đó là một nam châm điện. Khi có mặt, kim loại sẽ dính lại và nối dòng điện làm cho đèn trên bảng phi kế báo sáng. Thường thì sau 24 giờ bay, khi làm hậu phi sẽ tháo chip detector plug ra rửa sạch. Hoặc khi có đèn báo, nếu thấy một hay hai hạt kim loại bám vào cũng chỉ rửa sạch, sau đó quay máy. Nếu đèn không báo thì xem như bình thường. Nếu thấy nhiều mặt kim loại thì phải lấy mẫu nhớt đem thử, xem đó là thứ kim loại nào. Từ kết quả đó sẽ biết cơ phận nào bị bào mòn, bạc đạn hay bánh xe răng bị nứt. Chiếc trực thăng trên khi tháo chip detector ra, tôi thấy nhiều mặt kim loại và oil filter cũng rất nhiều mặt bám đầy tất cả các tầng dưới lọc. Bình thường thì phải lấy mẫu nhớt đem thử, nhưng vì ở ngoài đơn vị lại là xế chiều ngày 29 Tết, mọi người cũng muốn về đơn vị chứ không muốn ở lâu nơi vắng vẻ và mất an ninh này. Và khi quay máy một hồi lâu, không thấy dấu hiệu bất thường nên tôi mới có quyết định xin bay về, và trên đường về đã xảy ra biến cố trên. Tôi nhớ không nhầm thì động cơ của chiếc trực thăng ấy bị hư ở phần turbine power, bạc đạn số 3 hay số 4 bị nứt, khiến trục bị lệch khó chuyển động, xăng vẫn tiếp tục phun, gây ra tiếng nổ và lửa thoát ra ở ống khói. Tình trạng nếu kéo dài, bạc đạn sẽ bể, động cơ sẽ nổ tung. Cuối cùng chiếc trực thăng này đã được CH-47 câu về đơn vị để thay động cơ. Thoát khỏi tai nạn là điều vui mừng, nhưng tôi thấy ân hận vì sự chủ quan của mình. Từ sau biến cố ấy, tôi luôn thận trọng và cân nhắc rất kỹ khi gặp những trường hợp cảm thấy hơi bất thường. Thật ra trong kinh nghiệm sửa chữa, trực thăng về phần động cơ chỉ những pan thông thường như low trough, RPM tăng giảm bất thường, oil temperature high, fuel hoặc oil leak, EGT high, normal cỡ khoảng 580-600 độ C, vân vân. Rất hiếm khi bị FOD, nếu có chỉ bị nhẹ ở tầng thứ nhất của compressor, chỉ cần một cây giũa được nối dài giũa nhẹ những vết mẻ. Nếu bị mẻ nhiều và lớn thì phải tháo phần vỏ bọc để thay những plate compressor bị mẻ. Những chiếc trực thăng có ma. Đọc mấy mẫu chuyện ma của tác giả Nguyễn Hiếu đăng trong diễn đàn Phi Dũng khiến tôi nhớ lại một vài hiện tượng xảy ra thời gian tôi làm ở các phi đạo 221, 223, 231 và 245 Biên Hòa. Bản thân tôi ít tin chuyện ma chuyện quỷ, điều đó không có nghĩa là tôi không tin có ma, và càng không thể không tin có quỷ. Ma hay quỷ là những thực tại vô hình hiện hữu quanh ta. Từ những kiến thức phổ thông trong dân gian cho đến những giáo thuyết của các tôn giáo, có những giải thích và minh họa cho vấn đề ma quỷ, và cũng từ đó phát sinh nhiều câu chuyện ly kỳ, mà không thiếu những trường hợp do sự căng thẳng thần kinh tạo ra. Giáo lý Công giáo không chủ trương kính quỷ thần nhi viễn chi. Từ quỷ thần trong câu này không có nghĩa là xấu, nhưng cũng không bao giờ gán cho ma quỷ một quyền năng vô biên. Ma quỷ chỉ là một thụ tạo bị sa đọa biến chất. Vì Thiên Chúa không dựng nên sự dữ sự xấu, mọi thụ tạo đều ở trong sự tốt lành nguyên thủy, lợi dụng sự tự do. Một số thụ tạo đã chối từ Thiên Chúa, phản bội và chống lại Thiên Chúa. Những thụ tạo này chính là ma quỷ. Tóm lại, có ma quỷ hiện hữu quanh ta, còn ma quỷ hành động ra sao, hình dáng thế nào không ai biết được. Tôi đọc và nghe kể chuyện ma rất nhiều, nhưng thật khó mà kiểm chứng xem người viết hay kể chuyện có cường điệu hóa hay không. Thời gian làm tại phi đạo trực thăng, tôi nghe nhiều chuyện ma, nhưng chỉ nghe cho vui chứ không để tâm đến. Vì tôi chẳng hề e ngại mỗi khi nghe báo máy bay nào bị hư, nếu đó là hư hỏng nhẹ, thì dù 12 giờ đêm tôi vẫn xách túi dụng cụ ra phi đạo, tìm đến ụ máy bay đó mà sửa, và chỉ cần dùng đèn pin khi cần lắm mới gọi vật cụ yểm trợ kéo footlight. Thường thì anh em đi hai người, nhưng rất nhiều lần chỉ mình tôi. Phi đạo trực thăng rất tối, tuy ở hai đầu phi đạo có để hai footlight, nhưng không đủ sáng. Phi đạo 223 lót bằng vỉ sắt, đi lại gây những tiếng động như thể có người đi phía sau. Những đêm trời mưa rả rích
phi đạo dài hung hút không bóng người, chỉ thấy những chiếc trực thăng như những bóng đen đậu từng hàng trong cát ủ. Tiếng chân đi hòa với tiếng côn trùng làm cho khung cảnh buồn chán. Người yếu bóng vía chả dám đi một mình, nhưng vì bổn phận và lòng yêu nghề tôi cứ phải cố gắng vượt qua. Sững động cơ phụ trách cả bốn phi đạo nên xảy ra là có những nhầm lẫn khi nghe phòng kiểm soát bảo trì báo số và vị trí chiếc máy bay bị hư. Một là báo nhầm, hai là nghe nhầm, khiến cho việc tìm bị khó khăn. Nhiều anh em tìm mãi không thấy đã văng ra đủ thứ khẩu ngữ khó nghe, có những chiếc trùng số của phi đạo khác. Tôi còn nhớ cả hai phi đạo 221 và 231, đều có chiếc mang số 431, chiếc mang số 080 cũng vậy. Câu chuyện tôi muốn kể là thế này, mỗi lần nhắc lại tôi vẫn còn nhớ được những cảm giác lúc xảy ra sự việc ấy. Hôm ấy, phòng kiểm soát bảo trì báo trực thăng số 830 thuộc phi đạo 221 bị chảy dầu ở Starter Generator, lúc ấy khoảng 11 giờ khuya. Đây là một chiếc gunship có gắn rocket và đại liên 6 nòng. Tôi và một người bạn xách túi dụng cụ và những vật liệu cần thiết ra chiếc máy bay này. Chúng tôi sửa khoảng 40 phút, sau đó thay vì báo cho phòng KSBT gọi test pilot ra quay máy, nhưng thấy gần 12 giờ đêm, chờ pilot ra thì lâu nên tôi bảo người bạn mở men rotor kéo nằm ngang, còn tôi lên phòng lái ngồi vào ghế pilot. Tôi vẫn nhìn thấy anh bạn đứng xa máy bay khoảng hơn 10 mét, ghế ở vị trí xa nên tôi phải nhích lên cho vừa tầm chân giữ pedal. Mọi sự chuẩn bị an toàn, tôi giơ tay trái lên mở công tắc battery nằm ở bảng công tắc ngay trên đầu. Nhưng ngón tay mới chạm vào công tắc thì như có ai kéo khuỷu tay tôi xuống, đồng thời cái ghế tôi ngồi cũng bị trượt về phía sau, làm hai bàn chân tôi rời khỏi pedal. Tôi gắt lên, "Ê, đừng có giỡn nha!" Vì tưởng có người đùa giỡn tôi, nhưng quay lại không thấy ai. Anh bạn cùng làm vẫn đứng xa, còn hỏi tôi sao không quay máy. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, lại kéo ghế trở về vị trí cũ và giơ tay bật công tắc battery on, rồi mở công tắc xăng. Không có gì xảy ra, nhưng khi tay trái vừa nắm collective pitch, throttle friction chưa kịp bấm nút start thì ghế bị kéo về phía sau và lần này cả người tôi bị ghì vào ghế. Quay đầu lại không có ai cả. Đến lúc này tôi mới cảm thấy rợn người, vội vàng rời khỏi ghế pilot nhảy luôn xuống đất, cúi xuống gầm máy bay cũng không thấy gì. Anh bạn cùng đi hỏi chuyện gì vậy, tôi mới nói chắc là có ma. Nghe vậy anh ta bỏ chạy luôn. Giữa cảnh hoang vắng của đêm tối tôi cũng thấy rần rợn nên cũng đi nhanh trở về xưởng. Trong số anh em cùng toán trực, tôi là người tương đối dạng. Nay gặp trường hợp này khiến ai cũng sợ, nhưng không thể để máy bay trong tình trạng main rotor chưa cột lại, battery và fuel switch on. Lỡ xảy ra hư hại gì thì bị nhốt cả lũ, nên ba bốn anh em đành phải trở ra. Tôi cũng hồi hộp nhưng vì có thêm người và không còn cách nào khác, đành phải lên máy bay. Lần này tôi bật đèn sáng cả khoang máy bay và quay máy. Trong tâm trạng còn hơi sợ, tôi không dám tăng ga. Nhìn đồng hồ RPM tôi chỉ để ở 4.200, chứ không dám tăng đến 6.600 như thường làm. Sau khoảng 10 phút mà thấy lâu như cả giờ, tôi shut down, vẫn tỉnh táo, bấm nút idle. Kiểm tra starter không còn chảy dầu, tôi ghi vào form công việc đã làm và tình trạng máy bay tốt. Tôi không sao lý giải được hiện tượng này, cái ghế của pilot là những tấm thép dày để chống đạn rất nặng, gắn trên hai đường trầy có thể trượt tới trượt lui hoặc lên xuống tùy theo chiều cao của pilot, nhưng muốn di chuyển phải nhấc cần gạt lên mở chốt khóa mới di chuyển cả khối thép và người. Khi buông cần gạt ra, chốt sẽ tự khóa lại, ghế sẽ luôn được ở giữ vị trí cố định phù hợp với người ngồi. Tôi đã quá quen thuộc với cách sử dụng không thể có sơ suất, vả lại hai lần bị kéo lại. Sau này khi nghe tôi kể lại chuyện này, anh em là ngoài phi đạo nói có mấy chiếc trực thăng có ma, chiếc mang số 830 là trong số đó, tôi cũng không hỏi thêm gì. Tuy nhiên mỗi lần gặp lại chiếc này tôi cũng hơi ấn, nhưng sự kiện trên cũng chỉ xảy ra với tôi có một lần thôi. Một chuyện khác xảy ra ít lâu sau đó với một chiếc trực thăng khác, cũng vào buổi tối khoảng hơn 21 giờ, nhưng phi đạo vắng vào tối, phòng kiểm soát bảo trì báo chiếc này bị EGT cao, tức temperature normal.
Temperature normal là 580. Tôi biết phải làm gì khi ra đến nơi sau khi mở cover động cơ. Tôi leo lên mui tháo mấy miếng bọc gió bao quanh short shaft, rọi đèn pin vào khoảng trống của khung khí nhập. Vào cúi mình vào để kiểm tra những cánh quạt nén của tầng thứ nhất, thấy một vài cánh bị mẻ. Tôi đưa cây giũa được nối với một ống nhôm dài khoảng 50 cm để giũa cho phẳng, nhưng chỗ mẻ nếu không mài nhẵn có thể bị phá ra vì khi động cơ hoạt động quạt nén đạt tới vận tốc 6.600 rpm và những mảnh tuy nhỏ đứt ra từ chỗ mẻ có thể gây FOD, phá những tầng compressor kế tiếp. Tôi không ngồi ở tư thế quỳ, bỗng nhiên một chân của tôi bị kéo trượt về phía sau theo phản ứng tự nhiên. Tôi vươn tay bám vào thanh dọc gắn với stabilizer bar của main rotor. Tôi hơi sợ sợ nghĩ đến chuyện lần trước, nhưng lúc đó có một chiếc xe tractor kéo footlight từ xa đang chạy tới, ánh đèn trội sáng, nên tôi lợi dụng thời gian này để làm tốt công việc của mình. Tôi vội vàng đóng lại những tấm lưới bọc gió và kiểm lại dụng cụ rồi nhảy xuống, đóng vội cover động cơ rồi nhanh chóng trở về xưởng. Kể lại cho anh em nghe, có người bảo chắc là tại tôi bị trượt chân. Tôi nói lúc ấy trời không mưa, mui trực thăng có những khoảng như chỗ tôi đứng, được cấu tạo như vỏ quả mít, một vài chỗ còn dán những miếng nhám chống trượt, và tôi cũng thường xuyên làm công việc này, vả lại trượt hay không thì chính tôi phải phân biệt được. Trong thời gian làm tại các phi đạo trực thăng, tôi chỉ gặp hiện tượng lạ thường hai lần đó và đều xảy ra vào giờ khuya vắng vẻ, nhưng dù có sợ thì cũng vẫn phải chu toàn bổn phận. Cuối năm 1974, khi về phi đạo 821AC119K, tôi cũng có nghe kể mấy câu chuyện ma ở phi đạo, như chuyện có những lần xe bồn đi đổ xăng đang chạy thì thấy một anh lính đứng ngay cửa máy bay giơ tay vẫy, tài xế quay xe đậu ngay dưới cánh, nhưng chờ mãi không thấy ai kéo vòi xăng lên đổ, gọi không ai thưa. Anh ta leo lên máy bay thì không thấy ai. Sau này mới biết không phải chỉ có anh tài xế xe bồn này gặp ma, mà mấy bác tài khác cũng gặp rồi. Cũng có những anh gác phi đạo leo lên máy bay ngủ bị giấu súng. Nhưng đó chỉ là những chuyện được nghe kể lại mà không có điều kiện kiểm chứng. Còn tôi rất thường ngủ ngoài phi đạo, cũng như những lần công tác Đà Nẵng cả nửa tháng. Nhiều đêm ngủ một mình ngay bãi đậu 4 chiếc AC-119K vì phi hành đoàn bay đêm xong trở về khu riêng, còn anh em kỹ thuật khác ra phố, nhưng tôi chẳng gặp chuyện gì, chỉ cảm thấy buồn vì những đêm mưa trả rích của trời Đà Nẵng. Những câu chuyện mai hơn khôn trong nghề nghiệp. Trong đời sống hàng ngày gặp phải vấn đề khó khăn thì không nên quá nguyên tắc, chỉ dựa trên lý thuyết mà không nghĩ đến những trường hợp ngoại lệ, chỉ khi không bị chi phối quá bởi nguyên tắc và lý thuyết. Với kinh nghiệm sẽ giúp người ta tìm ra được những cách giải quyết, cách hữu hiệu. Không nên coi thường một chi tiết nhỏ nào. Bài học này tôi học được từ một trường hợp khá hy hữu. Khoảng đầu năm 1974, một chiếc trực thăng của phủ tổng thống do toán sửa chữa thuộc sư đoàn 5 không quân, không biết tình trạng trước đó ra sao mà phải thay động cơ mới. Sau khi thay, bay thử thấy đồng hồ EGT tăng lên tới 620 tới 630 độ C, quay máy dưới đất thì rất tốt. Toán kỹ thuật này sửa nhiều lần vẫn không được, cuối cùng đã bay lên Biên Hòa giao cho xưởng động cơ. Chúng tôi cũng chỉ làm theo những gì đã làm cho những trường hợp này. Qua 2 ngày cũng chẳng có kết quả tốt, mọi người cũng bắt đầu nản và pilot trực tiếp sử dụng chiếc trực thăng này cũng không kiên nhẫn được. Tôi còn nhớ được tên ông là Hiệp, cấp bậc trung tá. Ông bắt đầu phàn nàn, buổi trưa hôm ấy, dù anh em nói đừng phí công nữa, để cho họ bay về Tân Sơn Nhất thay lại động cơ khác, tôi vẫn cứ ra thử lần chót. Tôi kiên nhẫn kiểm tra hết các ống dẫn xăng dầu, ống nào tôi cũng lắc thử và siết lại. Buổi trưa nắng nên cũng làm tôi hơi bực mình, kiếm một hồi cũng chẳng tìm ra nguyên do. Tôi cầm cây tô vít gạt tới gạt lui mấy ống dẫn trên động cơ. Thật kỳ lạ, cây tô vít như cây đũa thần làm cho một đường ống dẫn hơi từ khoang khuếch tán, dẫn vào van xả gió bị xúc ra. Sau một lúc suy nghĩ tôi hiểu ra nguyên do đưa đến tình trạng đồng hồ EGT tăng cao, mỗi khi cất cánh quay máy dưới đất thì rất tốt.
Khi thay động cơ mới, anh em kỹ thuật không nghĩ rằng đầu ống gắn vào diêu nhân nằm ở vị trí 3 giờ trên khoang khuếch tán chưa được siết chặt. Khi quay máy và bay thử, độ rung làm đầu ống dẫn tự mở ra, hơi từ khoang khuếch tán thoát ra. Bộ tác động vành xả gió không thể hoạt động bình thường dẫn đến tình trạng EGT lên cao khi cất cánh. Khi shutdown engine, đầu ống lại chụp vào diêu nhân, nhìn tưởng ống vẫn gắn vào diêu nhân. Sau khi gắn lại chắc chắn, tôi thuyết phục test pilot bay thử và cam đoan lần này không tốt thì sẽ đề nghị thay động cơ mới. Máy bay rời ụ cất cánh lên cao. Tôi hồi hộp theo dõi đồng hồ EGT, kim chỉ nhích lên một chút và dừng lại ở 590 độ C, bay một vòng quanh núi Châu Thới và xung quanh thành phố Biên Hòa khoảng 20 phút rồi đáp. Tôi mạnh dạn ghi vào form tình trạng tốt EGT normal. Và rất mừng vì đã không làm mất mặt xưởng động cơ UH1 của chúng tôi, dù đó chỉ là may hơn khôn. Trong công việc của anh em kỹ thuật chúng tôi, những chuyện may mắn trong nghề nghiệp không hiếm. Tôi nhớ lại một trường hợp khá hy hữu, có một chiếc trực thăng bị trúng đạn khi đang bay hành quân ở vùng Long An. Nhưng chỉ khi trúng đạn, tàu bị trung nhẹ một cái rồi không còn hiện tượng bất thường nào, vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, phi công cũng cẩn thận bay tới gần cầu Bến Lức và đáp xuống trên khoang trống gần quốc lộ. Sau khi phi hành đoàn kiểm tra toàn bộ thân tàu, mở cả cover động cơ ra kiểm, không có ống xăng ống dầu nào bị bể, nhưng khi pilot quay máy thì không được. Chúng tôi được báo và bay đến nơi máy bay đáp. Cả ba ngành liên quan đã kiểm tra phần của mình, động cơ, hệ thống xăng, hệ thống điện, lai hoay cả nửa ngày mà không sao sửa được. Mãi đến gần 4 giờ chiều trong lúc mọi người đều mệt mỏi, muốn gọi về đơn vị xin chỉ thị, thì một anh chàng trúng nắng ngồi dưới tail boom bỗng la lớn khi nhìn thấy một lỗ đạn, rồi đèn pin vào mới thấy viên đạn xuyên qua vỏ bọc thân máy bay, làm đứt một số dây điện, trong đó có đường dẫn lên cuộn đánh lửa của động cơ, khiến động cơ không thể khởi động. Hệ thống đánh lửa gồm 4 ignition plug với 4 vòi phun xăng chỉ hoạt động lúc khởi động. Khi compressor đạt đến 42% thì ngưng, lửa trong phòng đốt vẫn cháy và lúc này 22 vòi phun xăng gắn nơi phòng đốt bắt đầu phun để tiếp tục đốt tạo ra lực đẩy, nên nếu tắt máy sẽ không thể khởi động lại. Sau khi anh em điện khí nối lại những dây bị đứt, pilot lên quay máy được ngay. Và cả hai chiếc cùng bay về Biên Hòa, quả là may hơn khôn. Với khoa học tân tiến ngày nay, những kiến thức của những chuyên viên kỹ thuật thời chúng tôi chắc hẳn đã quá lỗi thời. Kể lại những gì còn lại trong ký ức để nhớ lại thời xa xưa, chỉ để góp vui với nhau và cũng cho con cháu biết rằng cha ông mình đã có một thời phục vụ đất nước bằng tất cả con tim và khối óc, mỗi người một công việc trong vị trí của mình. Bản thân tôi lúc nào cũng thấy vui thích trong công việc, không bận tâm đến chức vụ hay cấp bậc. Đối với cấp trên chẳng bao giờ tôi khúm núm lấy điểm, tôi luôn coi trọng những vị có tư cách đạo đức, có cách đối xử nhân bản với anh em. Những cấp bậc chỉ nói lên quyền hạn và trách nhiệm, chứ không phản ảnh toàn diện nhân cách. Đối với anh em cùng xưởng luôn thân thiện hòa đồng, vì thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, có thể nói thời gian trong không quân là quãng đời vui nhất trong thời còn thanh niên của tôi. Môi trường của xã hội thời đó tuy không phải là hoàn hảo, cũng có nhiều cái xấu và sự bất công, nhưng chỉ trong một mức độ nào thôi, là lính hay là dân, con người đều được tôn trọng, có điều kiện để phát triển và thăng tiến mọi mặt về nhân bản, về kiến thức và đạo đức. Chúng mình già hết rồi, nhưng phải làm sao truyền cho con cháu mình, những thế hệ mai sau những gì là tốt đẹp, là đứng đắn, để chúng sống sao cho đúng đạo làm người, biết tôn trọng và noi gương những bậc thời xưa như Lê Lợi, như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, là những anh hùng có thật trong lịch sử. Chỉ mong con cháu mình không bị lây nhiễm những sự gian tà giả dối để cuộc đời của chúng được tươi sáng hạnh phúc. Tôi xin được kết thúc loạt bài ghi lại những kỷ niệm trong đời kỹ thuật trực thăng UH-1, ngành động cơ bằng bài ca bất hủ, đó là bài Không quân hành khúc của nhạc sĩ Văn Cao. Đó là một số những kỷ niệm trong cuộc đời binh nghiệp ngắn ngủi của tôi với công việc mà tôi yêu mến. Khi viết bài này, tôi không mang tâm trạng có một người luyến tuyết quá khứ, cũng không coi đấy là điều to tát.
Tôi chỉ muốn nhìn lại một quãng đời khá thú vị với những buồn vui bằng một cái nhìn đức tin. Chúa đưa tôi đi một con đường rất thường, chẳng tạo nên một công danh sự nghiệp gì, nhưng tôi hằng cảm ơn Chúa vì mọi bước tôi đi, cả những bước chân tội lỗi, Chúa vẫn lôi tôi đi với tất cả việc tốt, việc xấu, việc đúng, việc sai mà tôi làm. Suốt hơn 30 năm nay, tôi cũng miệt mài với một niềm vui khác là cố gắng trau dồi kiến thức tâm linh. Ngoài việc bổn phận gia đình phải chu toàn của người chồng, người cha, tôi dành nhiều thời gian để học hỏi giáo lý thần học, kinh thánh, với mong muốn cho đức tin của mình có một nền tảng để từ đó có thể giúp cho người khác hiểu và tin Chúa. Qua những lớp dạy giáo lý cho dự tòng và người lớn, vì cuộc đời con người chỉ có nghĩa và đạt đến toàn vẹn khi tin vào Chúa mà thôi. Đó là niềm vui của tôi giữa bao thăng trầm của cuộc sống hôm nay. Sài Gòn ngày 14 tháng 4 năm 2013. Tác giả Nguyễn Tuấn Hoàng, Mai Tuấn. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.